Mày đem bao nhiêu tiền? Mày đi mấy trăm mà nè. Đâu mày đếm em coi, ở đây nhiều đồ lắm mà đang sale nữa nè. Chắc mua về cho cháu nội. Chắc đây cũng mua đủ, chắc cũng bộ hay bộ gì. 300 mấy gần 400 á. Tụi con thấy đẹp nhưng mà cô thấy trẻ quá, tụi con à mạc cho vô mà cười á. Ha mà cười trời. Bộ đầu kìa, ai cũng khen bộ đầu nè. Bây giờ ba bộ, mọi người nghĩ bộ nào? Mẹ thích bộ nào nhất trong ba bộ? Mẹ thích cái đây. Mẹ thích cái đây. Rồi bây giờ quyết định chưa? Quyết định. Quyết định mua bộ này hả? Mẹ tính mua, quyết định mua bộ này. Thôi bây giờ mấy chị lựa cho mẹ thêm một bộ nữa đi. Thôi một cái thôi mà gì chắc. Đang sale 400 ngàn là mẹ mua được nhiều cái lắm. Có phải không? Thiệt. Mẹ lựa thêm cho mẹ một bộ nó xinh xinh nữa đi em. Lựa cho mẹ thêm một bộ nữa nha mọi người, để mọi người lựa nha. Bây giờ Trâm sẽ đi thử đồ của Trâm. Trâm đi thử đồ của Trâm nha. Hai xin chào quý khán giả. Ngày hôm nay là Trâm dẫn mẹ tính đi mua đồ. Mà đặc biệt là không phải mua giống như bình thường mà là mua đồ váy. mua đầm. Đó, ngày hôm nay là mua đầm để cho mẹ tối nay đi dự tiệc ốc đoàn. Đó, thì để coi là mẹ bận đầm lên là coi cái đầm nào đẹp với mẹ nha. Và Trâm nó quyết định là lựa Ivy Moda. Ê, rồi mẹ vô. Ừ, chào em. Đó nữa. Dễ lắm mọi người. Đi lên cái chỗ ăn á. Con bé kia, trời ơi mẹ tính. Trời ơi mẹ tính một cái. Con ơi con bán gì vậy, con bán đồ ăn. Vô. Vô ủng hộ liền luôn mới ghê chứ. Ở đây nhiều đồ lắm á mẹ. Trời sạch sẽ đó. Ồ, đồ con nít nữa nè, mua về cho cháu nội nè. Đẹp quá mà. Đâu mẹ đem bao nhiêu tiền? Mẹ đi mấy trăm mà nè. Đâu mẹ đếm em coi, ở đây nhiều đồ lắm mà đang sale nữa nè. Mẹ mua về cho cháu nội. Chắc đây cũng mua đủ, chắc cũng bộ hay bộ gì. 300 mấy gần 400 á. Đồ đi mua đầm, dẫn vô Ivy Moda đem lại 400 ngàn. Tôi khổ mẹ tôi quá mà. Thôi đi vô chỗ lựa đầm cho mẹ trước nè. Dạ chào chị. Trời ơi mẹ ơi, đeo áo xinh quá nè. Nhiều đồ hợp với mẹ mà. Không, cái đây thấy trẻ con. Này đẹp mà. Cái này mẹ bận được mà. Cái này mà lên bận vô cái đây sang rồi cái quất cho cái đầm nữa. Cái váy á. Xong ăn dài có gót vô nữa nha. Hãy trước quần này đẹp rồi nè. Thôi cái váy này phải bận cái đầm. Cả nhà ơi, ngày hôm nay cả nhà lựa đồ giùm Trâm nha mọi người. Tại vì hôm nay mẹ tính tối hôm nay mẹ tính xây diện một cái bộ đầm thật là lộng lẫy để mà đi dự tiệc ốc đoàn của bộ phim Về Nhà Ăn Tết. Đó thì bây giờ là mình phải lựa một bộ đồ làm sao cho phù hợp nhất với mẹ. Mọi người cùng lựa nha. Trâm thử cho mẹ rồi mọi người coi thử bộ nào đẹp nha mọi người. Trâm cũng sẽ lựa cho Trâm một bộ nữa. Không có là thấy đẹp mà. Đẹp không mẹ? Ừ, đẹp. Vậy là mẹ ưng rồi hả? Thấy cái này cũng đẹp mà thôi để đi dầm nữa. Để đi dầm thử hả? Ôi trời, bằng đầm nha, lựa đầm hay dây cho mẹ mới được. Cái này được không mẹ? Ở đây nhiều đồ đẹp quá. Cháy đổ. Cái này vô nó tới chất mất chân luôn đó. Sao dẹo quá. Mẹ lùn quá mà cái đó về. Để dành cho người con á. Không, nói chung là đi lựa đồ. Mọi người ơi, mọi người cùng Trâm lựa đồ cho mẹ nha. Mọi người coi thứ bộ đồ nào hợp với mẹ nha. Tại vì ở Ivy Moda bữa nay đang được giảm giá. Giảm giá nữa mọi người, mà tính đi ghê không biết luôn. Mà tính biểu con ghé Hồ Bích Trâm dẫn ra đây. Ghê chưa, ghê chưa. Thấy giảm giá là hôm nào á. Thấy giảm giá là hôm rồi. Không mà công nhận nha, mấy chị ở dưới quê mà nghe cái gì mà sale, cái gì giảm giá là hôm. Mà thật ra là khi mà, ủa, có luôn á chị. Đó, chị tư vấn cho mẹ kìa. Mẹ ướm cho thử đi. Đó, trời ơi. Chắc chuyến này mà bận cái đầm này về có đi lấy bồ mới luôn rồi. Không mà mẹ nó vậy đó chứ. Vậy gì đâu trời. Mọi người cái đầm này được không mọi người ơi? Cái này được không mọi người? À cái shop Ivy Moda là ở 172A Phan Đăng Lưu và nó có rất là nhiều hệ thống. Thật sự là Ivy Moda cũng là một trong những cái nhà tài trợ mà ủng hộ cho bộ phim Về Nhà Ăn Tết đó mọi người. Đây là cái phim mà Trâm đang làm nè. Thì ngày hôm nay là dẫn qua mua ủng hộ cho mẹ. Ủng hộ cho Ivy Moda. Sẵn tiện là mua đồ cho mẹ luôn. Mà mẹ thích cái này không? Con thấy mẹ đẹp nè. Không mà thích. Ngày mẹ về ăn cưới luôn mẹ. Mừng đôi giày cô gót lại. Mà thích cái này rồi. Mà thấy đồ đẹp quá để đi lựa thử. Đi lựa, dạ là hiểu rồi đó. Đó, ưng cái đó rồi. Chị tư vấn nè. Trời ơi, quá trời đồ đẹp luôn. Đúng rồi, ngay giảm giá là biểu ông ghé Hồ Bích Trâm dẫn đi mua. Mẹ mua áo vú không?
Hôm nãy nè, ở Ivy Moda có áo vú luôn nè. Nãy cho mẹ đâu mà. Hả, mẹ mua thêm không? Cái đây đẹp thôi được rồi. Đẹp không? À, bây giờ vô thử một cái nha. Vô thử cho khán giả coi nè, biết đâu được. Rồi bây giờ chị vô chị thử cho mẹ nè. Nhưng mà mình không có mang cái đôi dép này được nha. Chứ mang cái gì con? Mang giày cao gót. Chắc chờ không có. Chắc chờ không có nè. Ừ. Không có kệ mang đỡ đi. Không mà mẹ tính mang đỡ đi. Rồi bây giờ các bạn chờ mẹ tính cho mẹ tính 2 phút nha, mẹ tính vô thử bộ đồ nha. Trong thời gian đó mình sẽ đi vòng vòng mình coi thử có những đồ gì nữa. Con đi lựa cho con đi. Đâu. Mẹ chắc mẹ ưng cái đây rồi á. Gì? Mới vô lựa cái ưng. Trời ơi mang dép vô giùm tôi. Trời ơi tôi khổ quá mà. Thì cái thiệt tình chi mà thiệt thà ưng. Rồi đi vô đi chỉ thử cho mẹ đi rồi cái chừng là mẹ kêu mẹ sang rồi có nói con kéo rèm ra nha. Nè, tới đây có đôi giày cao gót luôn rồi nè. À thôi để mẹ. Nó xuất hiện như một nữ hoàng. Vui không mẹ? Vui không mẹ? Vui. Mình đang ghé dẫn đi làm đẹp mà tính luôn. Bỡ ngỡ luôn á. Bỡ ngỡ luôn đi cộng tác lẹ nè thôi. Thay đồ xong đi ra cộng tác. Chiều nay là cho đi uống xù. Rồi bây giờ không, bé cái gì hỗ trợ mẹ thay nha mấy bé. Rồi mẹ thay đi. Mẹ mời mẹ cởi đồ nó ra đi xong rồi. Con thấy chưa? Ái cái đây luôn hả? Đây, chừng nào mẹ thay xong em gắn cái mic này lên cái cổ áo cho mẹ nha. Đây, con kéo xuống nha nè. Ủa, chỗ này kéo chưa được. Rồi, mẹ thay đi, cởi váy ra luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mẹ tính trong đây khoảng 2 phút để mẹ thử đồ nha. Và trong thời gian đó mình đi lựa chừng nào xong kêu nha mẹ. Nhưng mà mẹ ở yên trong đó mày đứng ra nha. Wow, đồ nhiều quá. Lo cho mẹ rồi, giờ tới chăm nè. Dường như là tất cả các mẫu ở đây đều đang được giảm 50%. Có mẫu là giảm đến những 70% luôn á mọi người. Trời ơi, đã quá à. Ồ, đẹp quá. Chị ơi, chị, mấy cái mẫu mà tuổi em thì ở đâu chị? Ồ, ở đây đang nhiều đồ quá ha. Thầy, đang mê đôi giày này nè. Đang mê đôi giày này nè. Biết chi không? Mang mà lỡ có chuyện gì đi đến lộn cũng được luôn đây nè. Quay của em á hả? Dạ, thử đi, nó lên home. Lên home hả? Nhưng mà em thích cái nào đó cho nó kiểu nó con gái hơn một chút nữa được không? Nữ tính hơn chút hả? Nữ tính hơn nữa, cái này nó văn phòng không? Ở đây nhiều đồ, nhiều mẫu lắm mọi người. Đi chơi có văn phòng, có con nít, có đàn ông, có luôn. Nha, đây, mấy màu này nổi quá nè. Nói chung là mình phải qua đây mình lựa. Cái này xinh nè. Trâm là thường là Trâm hay bận đồ tối màu. Là tại vì Trâm thích sự đơn giản á, Trâm không có thích cầu kỳ. Cái màu đen này thôi nhưng mà bận lên cực kỳ đẹp nha. Ai như bà Trâm không? Đôi giày chị đâu? Biết đi mua đồ là đem thêm một đôi giày cao gót nữa để hồi thử cho mọi người. Chị, lấy cho em thử bộ này nha chị. Cái này nhìn đơn giản như vậy thôi nhưng mà mọi người tin đâu một hồi nó Trâm bận lên nó sẽ khác. Đảm bảo luôn. Trời ơi, nó có màu nổi nữa nè. Trời ơi, màu nào đẹp trời. Chơi màu chanh không mọi người? Ây da. Lựa đồ cho mẹ mà cuối cùng con lựa hơn mẹ luôn mới ghê chứ. Nhiều mẫu quá à. Đằng trước là đồ trẻ con hả chị? Trời ơi thích mấy mẫu này quá à. Vậy mà kêu không có đồ mà hộp mẹ tính. Quá trời đồ hộp với mẹ tính luôn à. Đồ đẹp nữa là đằng khác nữa. Trời ơi thích mấy cái áo vest này quá à. Đẹp. Ủa cái kiểu nó vậy hả? Ủa? Ủa đẹp quá hả? Cái này chỉ có 1.850.000. Cái này chỉ có 1.850.000 mà được giảm giá 30%. Cái này được giảm giá 30% nè mọi người. Wow. Nhiều quá, nhiều quá. Trời ơi. Xinh quá Quy ơi. À, thích cái này. Hello, hello. Trời ơi, đúng mấy cái kiểu mà Trâm thích luôn á mọi người. Trâm là Trâm mê mấy cái này bận cái gì vậy? Này, trời ơi, Trâm thích mấy cái mẫu này lắm luôn á mọi người. Này, mang bót cũng đẹp nữa, một hồi Trâm thử hết cho mọi người nha. Chị lấy cho em một bộ này em thử cho chị. Chắc em bận size S quá. Dễ thương, bánh bèo. Đó, một hồi Trâm thử hết cho mọi người lựa dùm Trâm một bộ, mẹ tính một bộ nha. Rồi. Ở bên này cũng có những cái mẫu áo đơn giản như thế này nữa nè. Đó, mình bận với chân váy, mình bận với quần gì cũng đẹp nữa. Hôm bữa trước là Trâm có mua mấy bộ Ivy Moda mà kiểu vậy nè. Mẫu này nè. Trâm có mua mấy mẫu ấy rồi. Nhìn vậy thôi chứ bận lên rất là đẹp nha, rất là sang luôn. Tại vì đang hot những cái kiểu này nè. Mẹ tính lâu dữ ta.
Mẹ ra chưa? Đi ra ra ra, mẹ nè, con mẹ nè. Mẹ phá. Mẹ thai nữa rồi hả? Biết rồi, e vô đâu mà. Chạy 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 chạy. Ủa chứ cái mẫu kia không được nè. Bận vô tử đó chi. Chị vô kế mẹ. Mọi người ơi, chúng ta chuẩn bị chào đón nữ hoàng chân đất. Nữ hoàng chân đất sắp ra rồi nha quý vị. May quá bữa nay ở shop á, là ở shop Ivy Moda khu vực phía sau nữa rất là rộng, cho nên là mọi người tới đây là tha hồ lựa chọn luôn. Nhiều mẫu ghê luôn á trời. Được chưa mẹ ơi, mọi người đang ngồi họp nè. Mọi người ơi, ra làm sao? Mọi người ơi, cái hồi mọi người ơi. Wow, 4.500 người xem rồi. Đồ đẹp quá luôn, chị Tâm ơi qua đây lựa. Wow. Trời ơi. Đó, lần đầu tiên mà tính bạn áo đầm đó mới cửa thấy cháy. Trời ơi, đẹp quá nè mấy chị à. Mấy chị ở đây nhiệt tình quá nè. Trời ơi, cười xỉu mẹ Tính ơi. Mọi người coi nè, mẹ Tính mang dài nè. Ủa, dài ở bên mình luôn á chị. Đẹp quá mẹ. Tối nay mang đôi này luôn nha mẹ. À, tao chắc mẹ mua luôn quá. Mẹ mua luôn nè. Mẹ đem bao nhiêu tiền mà mẹ đồ mua hết tiệm nãy? Thì 400 á. Không biết đã đủ cái này với cái đồ về. Dạ không phải ai on mọi người ơi. Cái này là ở 172. Bình luận ghi bình luận lên đi Quy. Ghi bình luận đây nè. Đúng rồi, bật cái túi đi. 172A. Ừ, bấm đi đồ ghi lên. Đẹp không quý vị? Mọi người ơi, thấy đẹp không mọi người? Nếu mà mọi người thấy đẹp thì mọi người hãy coi livestream nhiều lên cho mẹ Tính nè, rồi mẹ xây vòng với mẹ ơi. Qua xây vòng nữa không? Trời ơi, mọi người thấy không? Hồi nãy là bước vô đây là một cô gái dân quê chính hiệu. Bận đồ lên cái lành cô gái Sài Gòn luôn. Chuyến này mày về mày làm Việt Kiều rồi. Không, còn chút nữa. Mà tử rồi chứ chút nữa mà. Đẹp không? Đẹp không quý vị? Em quay mẹ từ dưới lên đây em. Quay này là bị dọc lên nè. Tới đây để xem cái bà ghim rồi phải không? Rồi, ông quay bị lùng á. Thắng cái máy lên. Trời ơi, 5.000 người xem rồi. Dã man. Mẹ Tính hot quá à. Đẹp không mọi người? Đi vòng nè. Đi đâu? Đi biểu diễn thời trang đi vòng được không? Mẹ Tính đi nha. Vậy sao? Mang đôi giày này vừa hả mẹ? À, vừa luôn á con. Mà đã không bị đau chân phải không? Không. Rồi đi. Tới nay xoay vòng. Rồi, giờ thay bộ khác đi. Mẹ tao kiểu. Mẹ thôi chứ một kiểu vậy thôi. Mẹ tao kiểu tiếp đi. Mẹ tao kiểu đi. Chị lựa thêm kiểu đi chị. Đẹp mà, đẹp đúng không mọi người? Ủa bộ này sao vậy mẹ? Ấy là nó cũng được chứ mà nó không đẹp bằng cái này. À mẹ thích cái này hơn hả? Ừ. Cái này nó vừa kín đáo, nó vừa lịch sự nữa nè. Tại chỉ mẹ cái này, được cô mẹ cái này đẹp hơn, cái này cũng đẹp mà. Không bằng. Rồi quá, tối nay mẹ Tính quất bộ đồ này đi. Ốc đàn. Mụn he, rồi mắt cúp lên nè, trang điểm nữa là thành cô ghé Sài Gòn luôn. Không, mẹ Tính vậy mà. Cô thấm về làng nha, đợt này mẹ Tính à, bận bộ đồ này lấy máy bay mà về làng là coi như là cô thấm về làng luôn. Mẹ ơn không? Không ân dày ân chứ mà mẹ nó vậy. Sao vậy? Ông nó đẹp thiệt. À, đẹp thiệt chứ mà. Không, bây giờ quý vị khán giả cho mẹ Tính một lời bình luận đi, coi thử là mẹ Tính ok không nè, để mẹ Tính bận chứ bây giờ bả dị bả không chịu bận. Khổ dữ trời. Ở đây giảm giá, đang giảm giá rất là nhiều cho nên mẹ tranh thủ mẹ lựa đi. Nha. Không, quay mẹ Tính nè. Mẹ, qua đây con lựa thêm nè. Mẹ đi quen không? Không quen nhưng mà đi từ từ thôi nó tá. Một hồi nó về sân. Từ từ thôi, có chừng té. Đi câu gác không có quen. Ông mẹ Tính này con. Trời ơi. Mẹ, cái này giảm được 70% luôn nè. À, cái này sao giảm nhiều hơn á, mua coi thử coi đẹp không? Đẹp, nhiều mẫu đẹp mà, cái này giảm 70% luôn nè. Trời ơi, thiệt luôn á. Nó thiệt chứ mẹ Tính bận mấy cái này là quá đẹp luôn á mà, đâu sao đâu. Mẹ ướm cho thử coi. Vừa giảm giá rẻ luôn nè. Trời ơi, cái này có 1.490.000 mà giảm 70% luôn. 1.490.000 mà giảm 70% nha quý vị. Chăm nói thiệt luôn á. Cái này á là già hay là trung niên gì là đều bận được hết, rất là lịch sự, nó không có bị hở hang, cho nên là mẹ tính sợ. Trâm hù với mẹ Tính, em nói mẹ bữa nay cũng dẫn mẹ đi lựa bikini, lựa tới đây cái thấy đồ đẹp quá, khoái rồi, ghiền rồi. Rồi bây giờ ghép cho mẹ một bộ đó nữa đi. Thao không, mẹ ghép thử một bộ này nữa. Bộ này được rồi nè, tối nay mà mẹ bước lên sân khấu mẹ hát mẹ Việt Nam mắt người sáng quá. Cái đó mẹ thích chưa?
mà theo cái đây là mẹ hỏi mọi người coi thử mẹ bằng đẹp không, mẹ tính mẹ đẹp không mọi người. Duy đọc bình luận đi cho mẹ tính trả lời à. Quá cho bình luận khen luôn nè, mẹ tính đẹp xuất sắc luôn chị Dâm ơi. À rồi đây, chào đây anh. Em có xem phim Bến Mèo Màu. À cảm ơn em. Bến Mèo Màu đúng không? Dạ. Em có xem Bến Mèo Màu thấy mẹ tính không? Không có, mẹ có đóng Bến Mèo Màu không? Không ạ. À. Mẹ đóng phim gì? Phim về ăn Tết của con gái Hồ Bách Trâm. Nói cho người ta cũng đóng phim mà về nhà ăn Tết. Nè, kêu chụp giùm anh kêu. Cái đó hả con? Cái đó này bay đầy điện thoại anh. À đúng rồi. Dạ cảm ơn anh nha. Đi lựa đồ cho mẹ em tiếp nha. À. Mẹ tính thử mấy cái này cũng được nè. Phải lựa cái mẫu nào đó trôn mẹ, hiểu không? Mình đừng có làm mẫu đó nữa. Kinh đau quá, mình lựa một cái mẫu đó mình trôn mẹ mới vui. Ừ. À cái đó đây. Tìm cái mẫu nào mà níu cái xuống cho cô. Tìm mẫu nào mà trẻ thì trẻ ngoài. Trôn mẹ, mình phải trôn mẹ. Cho mẹ bắn cái này vô là cười xỉu nè. Trời ơi, cái này xinh quá. Xinh quá mọi người ơi. Xinh quá à. Lựa cho mẹ một bộ đi. Trôn mẹ. Lửa bộ nào trôn mẹ nữa ta. Ở đây nhiều đồ quá. Chị ơi, chị lựa cái mẫu nào mà nó. Mình phải đi lựa một bộ nào đó cho nó trẻ, thiệt trẻ mình trôn mẹ mới được. Cả cuộc đời không biết bận áo hai dây là gì. Cho bận áo hai dây với chân váy à. Cho bận áo hai dây. Mọi người, trên mẹ không? Cho bận áo hai dây với chân váy. Chị cho em cái chân váy đó chị. Cho mẹ bận áo này. Này sẽ ép rồi. Có size M không ta? Không. Kìa em lấy áo này nè chị. Quý vị ơi, bây giờ mình sẽ trôn mẹ. Mình cho mẹ bằng cái áo trẻ thiệt là trẻ. Sau đó bằng một cái chân váy nha. Có đứa con gái có hiếu ghê, trôn biết. Em ơi, cho mẹ bằng đồ này trước này bé. Mẹ đâu? Ra nè, mọi người. Bộ thứ hai của mẹ tính nè mọi người ơi. Bộ thứ hai nha. Lên. Đứng tạo dáng mẹ, đứng giống cạnh lên. Ghê không? Này. Dạ hả con? Em quay đi kêu. Shop đồ đẹp không? Dạ đồ đẹp nhiều lắm mọi không, người ơi. Đồ đẹp này mãi mãi. Cái này là mọi người chỉ việc qua Ivy Moda là có mọi người. Ivy Moda nhiều lắm. Mua đôi giày bích trước cho mẹ hả? Mua đôi giày bích trước mẹ không mang được. Mẹ bị đau chân. Chỉ có đôi này là mẹ ưng thôi nè. Cho mẹ mang giày thấp xuống tí chăm kìa. Mẹ ơi có đôi giày nào thấp hơn không kìa. Đó, mẹ hỏi mọi người bộ này đẹp không nè. Giống bà giám đốc luôn. Mọi người ơi đừng có ghẹo mẹ nữa. Mẹ dị đâu nè. Đó mẹ. Đôi phòng mẹ mong đôi dép thấp hơn. Mà nó dép thấp hơn hả? À đây nè. À có đôi đó nữa hả? Hãy vô mang vô cho đàng hoàng. Khổ ghê luôn quá trời. Mình á, mình con gái mình đi lựa đồ nó dễ. Còn mẹ coi vậy chứ khó tính lắm. Không có thích bận ai hai dây, không có thích bận sexy. Này mời dạ, mời bà giám đốc tập hóa 1K. Trời ơi. Nhưng mà cái đôi giày này nó không đẹp bằng đôi kia. Không hỏi nó không hợp cho bộ đồ của mẹ. Không hợp á. Nhưng mà bọn em quay cận vô chỗ cái áo nè. Mọi người thấy mẹ bận bộ này được không mọi người? Ô đại mã chưa đẹp á mọi người, lên đây mua ủng hộ giùm cho chơi nè. Cho shop Moda nè. Ivy Moda. Bộ này đẹp hơn ơi, bộ trước đẹp hơn mọi người. Bộ này đẹp hơn. Bộ này hay là bộ này đẹp hơn hả? Rồi bây giờ con lựa cho mẹ một bộ nữa, mẹ bận. Mẹ thử bộ đó vô nha nữa nha. Một bộ nữa thôi không con. Chân váy đâu rồi? Chân váy đâu rồi chị?
không quay mẹ đi để đi lấy thằng cái đàn cho mà có cái chân váy nào ngắn ngắn tới đây không thằng cái đàn cho mẹ con ơi cái này không à trời ơi không cái này đẹp chứ mà lửa. Chứ mà theo dây cô không mặc cái bộ này được khán giả mình lựa cái này thôi trước mà tính mặc đồ đây người ở quê ở đằng này chắc là người đồ nói chung là phụ nữ ở đằng này là coi như ít lao động là mặc chắc đồ đẹp hơn mẹ tính nữa mẹ tính ở quê nói chung là cũng không người nó cũng không có bàn mọi người tới đây mua giùm ủng hộ cho mọi người cô đóng phim ở đây xong rồi à, chị Mai cô gì nào? Dạ. À, chị Mai gì? Chị ơi, cái mẫu này mình có size bự không chị? Nhiều đồ đẹp quá nè. Chắc không giỏi. À đây 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 em lấy được rồi chị em lấy bộ này cho mẹ. Đây, mẹ bận bộ này vô với mẹ. Đâu không? Bận đi mà, bận đi đẹp. Rồi bận đi lấy cái mic này đeo vô nè. Đây, mọi người chờ nha, chờ một xíu nha, bộ thứ ba nè. Bộ này mình trốn mẹ. Nào, mẹ ấy đi. Lộn váy rồi. Chờ mẹ chờ con xíu, nè mẹ cầm giùm con đi, chạy bộ này là siêu đỉnh luôn. Lấy lộn váy rồi. Đây, cái váy này, cho mẹ bọc váy ngắn. Nào mẹ cởi váy ra đi mẹ. Này. Cái đầu đi đây mà. Chà cái đầu lại vậy con quá thông mà. Cái gì mà cái kia đâu loại hoài luôn á mọi người ơi. Nào đó. Con thâu con mới dậy chết. Đó mà, bận lửa đi mà. Bụng nữa nè. Rồi. Sự kiện chấn động. Sự kiện thấy đẹp nhưng mà cô thấy trẻ quá tụi con à, mặc vô nó cười á. Em mà cười trời. Bộ đầu kìa, ai cũng khen bộ đầu nè. Bây giờ ba bộ, mọi người nghĩ bộ nào? Mẹ thích bộ nào nhất trong ba bộ? À, mẹ thích ở đây. Ờ, mẹ thích cái đây. Rồi bây giờ quyết định chưa? Quyết định. Quyết định mua bộ này hả? Ờ, à, quyết định mua bộ này. Thôi bây giờ mấy chị lựa cho mẹ thêm một bộ nữa đi. Thôi, một cái thôi mà về chắc. Đang sale 400 ngàn là mẹ mua được nhiều ké lắm. Có phải không? Thiệt. Mẹ lựa thêm cho mẹ một bộ nó xinh xinh nữa đi em. Lựa cho mẹ thêm một bộ nữa nha mọi người. Để mọi người lựa nha. Bây giờ Trâm sẽ đi thử đồ của Trâm. Em đi thử đồ của Trâm nha. À, mẹ tính sang rồi, mẹ tính một bộ nữa bạn dài được rồi. Khổ thay đồ nữa. Bây giờ tới bà Trâm Vlog nha. Đừng có quay em đi thay đồ cũng like em nữa. Chờ em xíu nha quý vị. Rồi chờ xíu. Rồi lâu dài của chị đâu Kiều. Thank you.
kéo dùm xuống cho xíu nha mọi người. Gió mạng đó, wifi đâu? Wifi của ông á. Luôn. Rồi, giờ chăm sử nha, tới cái bộ này nha. Mẹ kéo cho con luôn hả? Mẹ kéo cho. Từ từ, kéo đem lại mẹ. Rồi mẹ đứng im luôn đi. Chết rồi, bộ này đẹp quá nè. Luôn á. À. Rồi mà bộ này nó sang quá Huy. Rồi mày ra đi con ra nè. Ủa đẹp quá hả? À. Lộn hơn bộ hồi nãy nữa. Sao con mua đây con hả? À? Mua bộ này hả mẹ? À, mai mốt gì là đám cưới mẹ luôn. Cái gì đám cưới ai? Cưới con. Cái gì đám cưới con mà? Đi có son hay gỗ đen. Không, cái bộ đen. Sinh động trời là hồi đó chăm sóc lấy chồng. Mệt quá, lấy chồng đâu lấy chồng, mẹ đầu bậy không mà cứ suốt ngày suốt đi lấy chồng hoài. Có nghĩa là cái bộ màu đen á thì nó sẽ là tôn dáng. Thấy không? Nó là kiểu on body. Còn cái mẫu này nó là bộ sưu tập mới nhất luôn. Bộ này được nè. Bộ này đẹp thì con xinh. Mẹ bận không? Không. Mẹ bận không? Không. Lấy con cho mẹ bận thử nha. Không mẹ, con mẹ. Bây giờ bận đôi. Con với mẹ bận cặp. Không. Con với mẹ bận cặp. Mẹ tránh được cái kia đâu. Con nhiều bộ lắm mà mẹ không chịu lựa. Mẹ bận đôi đen không? Không đâu mẹ, không mẹ ngồi đây. Bộ này nó có màu cam nữa nè mọi người. Màu cam đẹp nhưng mà tại vì mình mới điệp á. Tí cái này cũng xinh quá ha. Thử không? Để em thử luôn đi chị. Mọi người thấy nãy giờ bộ đen với bộ này bộ nào được không mọi người? Mẹ tính ơi. Mẹ lựa một bộ nữa đi. Thôi đừng mãi một cái khác thôi nè con. Cái này mẹ thử á. Là đã lựa được đồ cho mẹ với là cho Trâm rồi. Tối nay là mẹ sẽ bận cái đầm hoa này. Mà không biết chịu bận hay không nè. Cái không để mẹ. À, mẹ đã lựa được một cái đầm rồi. Rất là kín đáo lịch sự luôn. Rồi với lại một cái áo khoác. Mẹ thích cái áo này. Đó, ở IV Moda đang được giảm giá 70%, 50% và 30%. Cho nên là mẹ với Trâm mua. Trâm thì Trâm đã lựa cho mình một bộ đồ này. Mà Trâm không có quay cho mọi người coi để chi. Để tối nay Trâm đi tiệc ốc đàn á, Trâm bận lên rồi cho mọi người sẽ thấy là tối nay mình bận ốc đàn thì mình bận bộ này nó như thế nào nha. Còn bây giờ thì mình sẽ không bận, mình chỉ cho khoe với mọi người thôi. Rồi hy vọng là tối nay đi tiệc ốc đàn là mẹ tính sẽ bận đầm, Trâm cũng bận đầm đi con, hai mẹ con. Hai mẹ con có thấy ai ai đẹp hơn, ai nổi bật hơn nha quý vị. Lúc đó là mọi người chấm điểm nha. Rồi mẹ chào mọi người đi. Tính chào mọi người nha. Rồi xin chào quý khán giả, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Bye.